Hello các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một cái bí quyết rất đặc sắc của Word nha các bạn. Đó là cái lệnh autocorrect. Cái lệnh này nó giúp cho những người thường xuyên đánh văn bản, tạo văn bản ở trên Word á, tăng cái tốc độ lên gấp đôi, gấp ba. Đó, ngày xưa thì chúng ta đi học ha, chúng ta hay viết tắt á. Đó, ví dụ như những cái từ kiên quyết chẳng hạn. Thì chúng ta hay viết tắt thành KQ. Đó. Công tác chẳng hạn hay viết thành CT, ví dụ vậy. Xã hội hay viết thành XH. Đó, thì cái lệnh này nè, nó giúp chúng ta làm chuyện đó. Nó giúp chúng ta là khi đánh văn bản, chúng ta chỉ cần đánh những cái chữ tắt này thôi, văn bản sẽ tự động chỉnh sửa lại cho chúng ta đàng hoàng hết. Vậy thì cách làm như thế nào? Cách làm thì bước 1 ha. Bước 1, chúng ta sẽ tạo các cái mẫu mẫu chữ viết tắt. Đó, ví dụ như chữ kiên quyết này nè, cái này cũng là một cái mẫu. Bây giờ lần sau chúng ta muốn đánh thành chữ KQ, đánh KQ thì nó hiện thành chữ kiên quyết, thì chúng ta có cái mẫu và chúng ta sẽ chọn cái mẫu mẫu chữ là kiên quyết. Chúng ta chỉ cần tạo một lần thôi, sau đó chúng ta xài suốt đời trên cái máy tính đó. Sau khi chọn xong, chúng ta vào File, chọn cái lệnh cuối cùng này, Option, chọn tiếp Grouping. Rồi, và chúng ta sẽ nhìn qua bên phải sẽ thấy cái lệnh ngay đầu tiên là Autocorrect. Autocorrect là Option, chúng ta nhấp vào đây. Đó, thì cái bảng lúc này nó đã hiển thị lên. Lúc này cái hộp thoại Autocorrect nó đã hiển thị lên và bên này nó đã có sẵn cái chữ kiên quyết nè. Nhiệm vụ của chúng ta là bên cái hộp relay này nè, chúng ta chỉ thay cái từ cần viết tắt vô thôi, KQ, add vô. Điều này có nghĩa là sau này chúng ta chỉ cần đánh chữ KQ thì máy nó sẽ tự động dịch ra là kiên quyết. Và trong cái hộp thoại này thì chúng ta tha hồ tạo những cái từ, bất kể cái từ nào mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Ví dụ đặc biệt là mấy các cái từ ghép á. Ví dụ như XH, chúng ta tạo luôn nha. Xã hội, ạc vào, tức ạc tức là thêm vào á, KQ nhưng mà thêm chữ U, cái này là viết tắt của chữ kết quả, ạc vô. Đó, ví dụ vậy. TNXH tự dịch ra là tệ nạn xã hội. Đó, ví dụ hạt vô. TNMT máy phải tự dịch ra là tài nguyên môi trường, ví dụ vậy, hạt vô. Đó, vân vân. Thì tất cả những cái chữ mà chúng ta có thể thường xuyên nhớ từ ghép thì chúng ta cứ hạt vô, hạt càng nhiều thì máy càng thông minh. Chúng ta thêm càng nhiều từ thì cái máy càng thông minh. Trường hợp từ nào đó bị trùng hay gì đó chúng ta muốn xóa thì cứ chọn nó, nhấp delete đây nè, thì nó xóa cái từ đó đi. Đó, nhấp cái từ đó thì nó chọn rồi xóa. Đó, còn muốn thêm vào thì cứ bên relay, tức là chữ viết tắt, mình hiểu nôm na vậy nha. Bên quit là những cái chữ được dịch ra đàng hoàng. Đó, sau đó cứ add vào. Ví dụ thêm cái chữ tập thể, ví dụ vậy. Cái chữ này các bạn hay viết tắt thế nào? Ví dụ chúng ta viết tắt là TT hoặc là T2 chẳng hạn. Tập thể, hạt. Đấy, ok, chừng nào mà thấy xong. Bữa nay làm mỗi ngày chúng ta thêm một vài từ autocorrect này. Ngày thêm vài từ vậy đó là xong. Là từ đó trở về sau, những cái từ mà chúng ta quen đó là chúng ta chỉ cần gõ cái viết tắt và tự động nó dịch ra thôi. Đây, ví dụ như là hồi nãy chữ T2 nè, quánh T2 nè. Chúng ta khoảng đánh cái phím dài, tách ra là tự động nó tự đọc thành văn bản hoàn chỉnh thôi. KQ nè, tách ra tự động dịch kiên quyết. KQU nè, đó. XH nè, rất là nhanh. Đó, cho nên bước 1 ha. Bước 1 là chúng ta tạo cái mẫu
Đó, ví dụ như hồi nãy chúng ta tạo đó, kiên quyết nè, xã hội nè, tập thể nè, vân vân, tất cả những cái từ dài dài dài, thay vì phải quánh khoảng mười mấy 20 thao tác thì chúng ta bây giờ chỉ cần gõ hai chữ thôi đó, hoặc là tài nguyên môi trường đó, ví dụ tài nguyên môi trường đó, tự động nó dịch ra. À, chủ yếu là chúng ta phải gõ đúng mẫu nha, tệ nạn xã hội nè, tắt là tự động nó dịch ra, vân vân. Cho nên bước 1 là tạo mẫu, sau đó bước 2 chúng ta sẽ chọn mẫu, hay nói cách khác là tô đen á, tô đen cái mẫu á. Bước 3 chúng ta vào lựa chọn, vào trong menu file này, file này, rồi mới vào option này, đó, mới vào grouping đây nè, grouping này. Đó, sau đó thì chọn auto correct option thì nó xuất hiện cái hộp thoại ha. Như vậy là chúng ta sẽ vào menu file, sau đó trong file á, trong menu file này vào tiếp cái option, tức là cái tùy chọn. Tiếp theo chúng ta vào tiếp cái grouping. Đó. Trong grouping này chúng ta vào tiếp, chọn tiếp, nhấp vào cái lệnh auto red option. Lúc này nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại. Hoặc là ở đây chúng ta còn cách nữa, cái cách mà của các cái phiên bản cũ và tôi thường dùng đó, thì nhấn cái phím Alt là T cộng với cái phím T, nhấn cái phím Alt là T, sau đó nhấn tiếp phím T rồi nhấn tiếp phím A, nó cũng sẽ làm xuất hiện hộp thoại, nó cũng sẽ làm xuất hiện cái hộp thoại là autocorrect option. Còn nếu mà dùng dùng menu lệnh thì vào menu lệnh file, hay vào option, vào grouping thì chọn tiếp autocorrect option thì nó mới xuất hiện hộp thoại. Còn cách làm mà tôi làm thường xuyên từ xưa tới giờ thì tôi nhấn phím Alt, nhấn tiếp theo chữ T rồi nhấn theo chữ A, nhấn thêm chữ A thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại này. Đó, và bước cuối cùng là chúng ta sẽ đặt tên hoặc là ký tự viết tắt ở hộp relay. Đó, ví dụ như chúng ta đặt là KQ rồi KQU rồi. Rồi nó dịch luôn. KQU rồi tài nguyên môi trường vân vân. Đó. Ở bên hộp relay chúng ta đặt tên hoặc là những cái ký tự viết tắt ở bên hộp đó. Còn ở hộp quýt đó thì chúng ta ghi rõ các từ đúng chính tả. Đó, ví dụ như nếu chúng ta ghi KQ thì ở cái hộp đó chúng ta phải ghi là kiên quyết. Đó, KQU là kết quả, vân vân. Vậy là hoàn thành. Đó, như vậy chúng ta thấy á, là nếu nắm chắc cái kỹ thuật này và chúng ta sử dụng máy lâu ngày lâu năm, thường xuyên tạo cho nó những cái phím tắt thì máy của chúng ta sẽ rất thông minh. Rồi tiếp theo chúng ta thử tạo bằng cái lệnh thứ hai này nha. Đó, tạo bằng cái lệnh thứ hai. Hồi nãy lệnh thứ nhất thì chúng ta đã tạo rồi, bây giờ chúng ta thử tạo bằng cái lệnh thứ hai. Đó, chúng ta sẽ nhấn phím Alt. Alt này, đây, trên bàn phím. Sau đó nhấn chữ T. Tiếp theo chúng ta nhấn chữ A. Đó, lúc này tự động chúng ta thấy nó đã xuất hiện cái bảng
autocorrect rồi. À, xuất hiện trên bảng cái autocorrect. À, và công việc tiếp theo thì chúng ta chỉ là nhập các cái từ cần thiết tắt cho thôi. Ví dụ như chữ không, à, chúng ta có thể KO đi. À, à, hồi đi học hay viết chữ không là về nó KO là thì ở phần quýt này dịch đúng chính tả là không, đó, ạt vào. Còn à, ví dụ như chữ những nè, chữ những thì thường là bên đây là đánh cái dấu ngã, cái dấu ngã này là thay cho chữ những, rồi chúng ta ạt vô. Chữ trong, ví dụ chữ trong thì viết tắt làm sao, ngày xưa quánh cái vòng tròn chữ o không, ví dụ vậy, ạt vào đó, vân vân. Cứ một ngày nhập ít, một ngày nhập ít. Ngày xưa đi học viết tắt làm sao thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể viết tắt y như vậy đó. Sau này trong quá trình đánh hoặc viết, cứ đụng tới những cái chữ đó thì chúng ta viết tắt thôi, cho nên nó sẽ rất là nhanh. À, khi chúng ta dạy cho như cái máy nó càng nhiều thì chúng ta sẽ tăng cái tốc độ soạn thảo hoặc làm văn bản lên rất là nhiều lần, rất là nhanh chóng, rất là bất ngờ luôn đó. Thì sau này ra chúng ta thấy quánh cái câu cộng hòa đó, xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, chúng ta chỉ gõ mấy chữ thôi, CHR tách ra XH, CN là chủ nghĩa, VN à, tự động dịch ra, enter xuống ha, DL gạch ngang, TG gạch ngang, HP gạch ngang, đó, rất là nhanh chóng luôn. Ví dụ vậy, rất là nhanh. Rồi, thì đây là một trong những cái bí quyết nữa giúp cho tất cả những người thường xuyên soạn thảo Word, soạn thảo văn bản là sẽ đánh soạn được tất cả các cái văn bản một cách là tốc hành. Cùng với cái lệnh là AutoTest mà hôm trước Kinh Mèo Hay đã chia sẻ đó, à, tức là cái lệnh tạo văn bản tự động đó, đó thì hai cái lệnh này kết hợp lại nó là chính là hai cái tuyệt chiêu rất là độc đáo, rất đặc sắc, thì dành cho những người mà làm công tác văn phòng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất là nhiều trong cái việc soạn thảo, tạo lập các cái văn bản nha các bạn. Đây, video hôm nay đến đây thì xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn, các anh chị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.